Thưa quý vị, tác động của thiên tai biến đổi khí hậu trong quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050 đòi hỏi phải có đánh giá tổng thể chứ không dừng lại ở một số lĩnh vực ngành. Đây là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn lập dự thảo quy hoạch cũng cần làm rõ hơn khái niệm một thành phố đáng sống trong tương lai. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, các tổ chức tư vấn lập dự thảo quy hoạch đã làm rõ được tác động khi có thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và vai trò của Cần Thơ trong bối cảnh đó. Tuy nhiên, tác động của thiên tai rất mạnh, rất đa dạng, rất khác thường. Do đó, cần đánh giá các tác động này đến toàn bộ sự dịch chuyển trong cấu trúc phát triển của Cần Thơ với tư cách là một trung tâm phát triển của vùng. Hay nói cách khác, cần đánh giá tác động thiên tai, biến đổi khí hậu, cộng hưởng tất cả những vấn đề đã, đang và sắp diễn ra tại Cần Thơ. Có cái đánh giá tác động tổng thể khái quát như vậy, chứ không phải là đánh giá chỉ có nông nghiệp, chỉ có công nghiệp, chỉ có gọi là đến đời sống đô thị v.v. mà là phải tổng thể cái cấu trúc đấy nó đang dịch chuyển theo một cái cách như thế nào. Chứ nếu mà đánh giá tác động riêng biệt ấy, thì nó không thấy hết được cái tầm, cái mức độ nghiêm trọng cũng như là những cái đòi hỏi đặt ra là nó phức tạp hơn nhiều. Hiện nay là cái Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên dẫn chứng, Đà Nẵng đang thực hiện khẩu hiệu một thành phố đáng đến, chứ chưa nêu ra là đáng sống. Cần Thơ lập cấu trúc không gian và hướng tới mục tiêu một thành phố đáng sống là có bước đột phá. Tuy nhiên, khái niệm một thành phố đáng sống thì chỉ mới dừng lại ở cấp độ đến Cần Thơ để giải trí, thư giãn và các sinh hoạt bình thường khác thì vẫn chưa đủ. Nếu tính toán đến định hướng chiến lược một thành phố đáng sống thì cần bổ sung nhiều yếu tố. Quan trọng nhất của đáng sống là đến để làm việc, đến để khám phá, đến để cống hiến, đến để sáng tạo. Cái thời đại tương lai là cái chỗ đáng sống phải là cái chỗ làm việc sáng tạo, phải tạo cơ hội việc làm và thu nhập tốt nhất, chứ không phải là chỉ đến là không có trộm cắp, sống nó bình yên, đến là ngủ nghỉ, không khí nó trong lành. Thì tất nhiên cái phần ấy rất quan trọng. Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam cũng nhắc đến quy hoạch tổng thể của Cần Thơ và quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt chiến lược, phải tính toán đến chức năng giữ nước ngọt, giữ đất, giữ phù sa. Các vấn đề này cần được đưa lên hàng đầu để bảo vệ đồng bằng nếu xảy ra sụt lún nước biển dâng.